À vâng anh. Vâng. Làm gì anh? Vâng. À cái máy photo phải không anh? À nó lại bị. Vâng nó lại. À vâng. Vâng vâng vâng. Vâng vâng để em xem xong thu xếp em qua nhé. Vâng 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 anh. À, chú cái xe này hôm qua chú để ý là nó đổ không? Không biết sáng hôm ra là thấy đổ, nếu mà đổ không. À nhưng mà là do tối qua phải không? Vâng, gần sáng. À gần sáng á. Vâng, chắc là tầm khoảng bao nhiêu giờ nhỉ chú? Chắc là tầm 3 4 giờ. 3 4 giờ á? Vâng. Cái lúc 11 12 giờ, 2 giờ còn ở đây tôi thấy có đâu mà. À vâng. Vâng. Này làm bảo hiểm ạ? À vâng, em làm bên bảo hiểm ạ. Ừ. Ra mở ra cứ đi chở máy xe vào đây lấy máy gặp về chưa thấy đủ đâu lúc 2 giờ. Vâng. Vâng. Nó mới chưa đủ. Cái này chắc phải tầm 3 4 giờ sáng. Vâng. Chú họ tên đầy đủ là gì nhỉ chú? Hả? Chú họ tên đầy đủ là gì nhỉ? Mày á? Vâng. Hỏi em gì? Cháu để làm một tí cháu làm biên bản vào biên bản một tí. Ôi con nhìn thấy đâu mà. Vâng. Mày nếu mà ở nhà ông này dần hỏi nhà ông này. Vâng vâng, tí cháu nhờ mãi dưới kia. Vâng. Kiểu như có người sợ, nhưng mà lúc kia thì chắc là tầm rạng sáng, chắc là mọi người chưa dậy hết nhỉ? Chưa dậy hết. Vâng. Cái này phải hỏi ông gần đây thì chắc là ông, vâng, vâng. Ông nghe tiếng thì ông biết được ông đái. Vâng. 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 Nhờ xe lên mấy gạt rồi mình mang về mãi xuống. À, vâng. Đi này đổ rồi nhỉ? Vâng, chắc là úp cua, cái này cua nó đi nó... Cái lên cái chỗ này chắc là nó xuống nó nhanh quá. Vâng, nhanh quá không... Vâng, không kịp ấy. Cái vết cửa kia chắc nó phải lao từ kia ra rồi. Vâng. May không đâm vào này, đâm vào chắc là xuống luôn rồi. Xuống kia thì xong. Vâng, vâng. Ở đây chỉ có mấy nhà, ở đây tầm nào nó gần gầm hết thì chắc là nó... Vâng, vâng. Cái đầu nó vẫn đi được nhỉ? Cái đầu của nó vẫn đi lên trên kia được thì vâng. Chắc là nó bung cái chốt kia ra thì... Vâng, bung cái chốt ra. Chứa ở cái mâm ấy, cái mâm kia hỏng rồi. Vâng. Cái này chắc
phải tí có máy, máy nó mới cầu được. Cầu nắp nó lên luôn. Vâng. Đúng nhu cầu. Đó là phải tí đi sao không đấy. Lái xe các bạn cũng vía lại nhỉ. Lái số cái này, cái này ít, họ ít lắm, ít ít bị ấy lắm. Ừ. Người là ở trong cabin đấy. Cái xe này nó đợt trước có người nó lộn xuống cái suối hội mấy. Ừ. Lộn gần chục vòng rồi không bị làm sao. Ừ. Xuống cái kia. Vâng. Vâng. Và trong cabin là nó ít bị ảnh hưởng lắm, sợ rơi ở như thế nào đó. Cái này chủ yếu là người không bị làm sao là nó bảo hiểm nó chi trả hết mà. Cái này nó còn đóng hết. Vâng. Đóng hết rồi. Bảo hiểm người bảo hiểm hàng hóa nó đóng hết. Vâng, đóng trước. Vâng, đóng hết mà, đóng hết rồi. Nó bị cái mông này lên rồi. Hồ sơ á, cháu để ngoài xe kia, em để ngoài xe kia, chắc không sao đâu. Lấy mũ để tôi. Vâng. Vâng. Cả hai. Lỗ to. Chú là bên nào chú? Chủ xe. À bên chủ xe, vâng, vâng.